Quý vị các bạn thân mến, hôm nay Đồ Gỗ Minh Nhật Chuyên Nghiệp Phòng lại quay trở lại với các bạn và giới thiệu các bạn một số cái cặp bình củ tỏi được chế tác trên chất liệu là gỗ lưu yến, hàng hoa lông đuốc chi là đẹp và nhiều, hàng vân cũng rất chi là chun sụn luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy ba cặp bình củ tỏi của Đồ Gỗ Minh Nhật Chuyên Nghiệp Phòng, cũng có hai cặp bình bé và một cặp bình to ở giữa. Hôm nay Đồ Gỗ Minh Nhật Chuyên Nghiệp Phòng cũng giới thiệu nhanh thôi, bởi vì cái bình củ tỏi tôi cũng giới thiệu, có một cái clip giới thiệu rồi. Nên là tôi cũng không muốn giới thiệu kỹ nữa mà tôi chỉ muốn giới thiệu qua các bác để cho các bác xem cái cặp nào thì lấy cặp đấy. Nó cũng có ba cặp, tôi sẽ đi vào cặp đầu tiên, cặp bé trước nhé. Tôi sẽ đi vào cặp bé trước, tôi đến tiếp luôn các bác. Tiếp này. Cặp bé trước. Cặp đầu tiên này. Nói chung là bình lưu nghiến này thì hoa lưu thì nó cũng cái nọ cái kia. Cái đẹp một cái hoa lưu nhiều, cái hoa lưu ít, cái vân đẹp, cái vân không đẹp, nói chung là nó cũng 50-50 chứ nó không thể có yêu cầu 100% tròn trịa các bạn được, bởi vì hàng gỗ nghiến mà cái hàng lưu thì bao giờ nó cũng có nhiều gỗ nó hay có lỗi đấy các bạn, thực sự là gỗ nó rất hay có lỗi nên là nó nếu mà các bạn yêu cầu một cách tròn trịa là cần phải đến có. Đây là hoa lưu hàng thực tế có như nào tôi nói như thế, chiều cao 34 các bạn nhé, chiều cao 34. Đường kính là 22. Chiều cao của cặp này là 34, đường kính là 22 và giá là 2,9 triệu một cặp này. 2,9 triệu cặp này các bác nhé. Chiều cao là 34 và đường kính là 22. Giá là 2,9 triệu một cặp. Đây tôi quay cho các bác xem thực tế hàng hóa nó có như nào, tôi quay cho các bác. Các bác ngắm vân này. Đấy. Vân của gỗ này. Vân của gỗ này. Đấy. Nói chung hàng lưu nghiến thì không thể tránh được nước răm đâu các bạn. Đấy, lưu nghiến thì không thể tránh được nước răm đâu. Đây, một quả này. Quả thứ hai này. Trong tất cả những cái bình phú quý thì bình hàng gỗ lưu bao giờ cũng là đỉnh cao nhất. Có một cái hoa lưu, một cái chất vân rất chi là đẹp. Đây là chung trụ gỗ hoa lưu. Đấy. Các bác lựa chọn cái mặt nào đẹp nhất các bác quay không ạ? Đây các bác nhá, 2,9 triệu cặp này. Cặp số 1 này. Chia vào cặp to này đi. Cặp to này là 4,3 triệu một cặp các bác nhá. 2,9 triệu và 4,3 triệu. Vì nó chất to, hàng càng to thì cái giá nó càng cao. Đây là kích thước à. Chiều cao của cặp này là 41. 40. Khoảng 40 đi. Chiều cao 40. Và đường kính là 28. Đường kính 28, chiều cao 40, đường kính 28. Giá là 4,3 triệu một cặp. 4,3 triệu một cặp là hai quả các bác nhé, không phải một quả. Đây các bác ngắm vân nó chun sụn của vân đi. Qua 4,3 triệu một quả một cặp thôi. Hoa lưu đây. Đây là cặp thứ hai các bác nhé. Đây. Hàng thì không tránh nước răm đâu bởi vì nung nghiến mà. Đây là quả thứ nhất. Đây là quả thứ hai này. Quay trực tuyến cho các bác xem vân chủ sự này, các bác lựa cái mặt nào nó đẹp, nó nhiều lưu như phía này quay ra là đẹp này. Đấy đấy, đây là cặp thứ hai, cặp to này, đường cao là 40, đường kính là 28, một cặp là 4,3 triệu và cặp này nữa. Cặp này là cặp bé, củ tỏi bé này cũng 2,9 triệu nha. Cũng như cặp cái đầu kia thôi. Cặp này cặp thứ 3. Chiều cao 32. Đường kính cũng là 22 các bác.
chiều cao 32 đường kính 32 cũng là 2 điểm 9 một cặp. Đây các bác ngắm cái vân chun của Audi. Đấy, hàng đã full PU chỉnh sửa các kiểu. Đây là quả đầu tiên này. Tiếp theo là quả thứ hai này. Rất nhiều hoa lưu luôn. Vân cũng rất là xoắn quậy. Đấy. 2 điểm 9 một cặp. Đây các bạn nhìn ở bên trên đây. Các bạn đi máy nhé. Tôi ở Hải Phòng. Các bạn xem clip hãy dành thời gian cũng nhắc lại một số vị trí Hải Phòng và quay điện của những vị ở trên Hải Phòng để có thể mua hàng được hàng. Chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, nhận hàng, trả, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Xin chào và hẹn gặp lại.